Bị thương thì đừng có hút thuốc nữa. Ừ. Chỗ này cứ sao cho tôi. Hỏa Vân Tà Thần đã vô tình đả thông hai mạch của cậu ta. Giờ tin tức của cậu ta đã lộ rõ rồi. Thật ra, điều này đáng lẽ chúng ta phải nghĩ ra. Cậu ta là thiên tài trong số 1 triệu người đấy, là tuyệt thế cao thủ. Có chuyện này thật sao? Hay lắm, thằng phản bội thì sao mày chưa chết? Anh em đâu, chém nó cho ta. Dẫm ngón chân à? Chỉ có quằn nít đánh lộn để dùng cái chiêu này thôi. Nếu con chúng ta chưa chết thì chắc bây giờ cũng lớn vậy rồi. Nếu như cậu ta cố gắng học tập thì sau này có thể trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Nhưng tôi thấy bộ dạng của cậu ta sau này làm võ sĩ hợp hơn. Thank you.
Được lắm, đánh đi. Đòn thẳng mà ta còn kẹp được chỉ đúng chi đòn này. Công lẽ đây là ham ma công của phái Côn Luân, lần này thì chết rồi.
ông à, ông còn nhớ có một chiêu người ta đánh chưởng từ trên trời xuống không? Nhưng đã thất truyền rồi, là Như Lai thần trưởng. Đây là trường pháp gì của ngươi? Ông muốn học à? Tôi sẽ dạy ông.